đặt ra một câu hỏi với tầm giá hơn 10 triệu, các bác sở hữu một chiếc đồng hồ côn cổ zin của Pháp chất lượng tốt nhất, thì các bác sẽ nhận lại được thiết kế như thế nào, mặt số ra sao, bộ máy, bộ gông, tiếng chuông như thế nào. Với một tầm giá như thế thì các bác lựa chọn ngay cho em chiếc đồng hồ Verdes các bác nhá, một chiếc Verdes số nổi vàng. Các bác sẽ nhận được một mẫu thiết kế thùng bè vân nu các bác ạ, một cái thiết kế thùng rất là tinh tế và sang trọng của thương hiệu Verdes các bác ạ. Nó mang một nét đẹp cổ điển. Các bác có thể nhìn đây, những cái phần thiết kế gỗ vân nu được thiết kế đối xứng một cách rất là tỉ mỉ và cực kỳ đẹp luôn, tô lên vẻ đẹp ngoại hình bên ngoài. Kính cong mo tạo độ sâu cho cái phần mặt số nổi vàng ở bên trong. Kính dưới sẽ là một hình kính gì ạ? Họa tiết hoa văn trắng màu vàng để cái đầu của nắp vàng. Đấy, chúng ta sẽ nhận được một cái mẫu thiết kế thùng vân nu đối xứng, một mẫu thiết kế thùng bè rất là đẹp của thương hiệu Verdes. Rồi, các bác sẽ nhận lại được gì nữa? Tiếp theo đó chúng ta sẽ nhận lại được đó là một cái phần mặt số nổi vàng cực kỳ đẹp của thương hiệu Verdes các bác nhá. Verdes luôn luôn là một thương hiệu được các bác lựa chọn rất là nhiều. Vì sao? Vì luôn luôn cho các bác một cái phần mặt số nổi vàng cực kỳ đẹp. Đây, đây sẽ là một cái bộ mặt số nổi vàng số kim loại chân cài các bác ạ. Một bộ kim đặc trưng của thương hiệu Verdes, niềng vàng số nổi vàng trên nền mặt số hai nền đúng các bác. Tên logo thương hiệu đầy đủ này. Đấy, dòng chữ Made in France thể hiện đây là một chiếc đồng hồ, một cái bộ mặt số được sản xuất tại đất nước Pháp các bác ạ. Kết hợp cùng với đó chúng ta sẽ được thêm đó là gì ạ? Một cái phần quả nắc tròn vàng xoáy đồng tâm các bác nhé, một cái phần quả nắc rất là đẹp luôn. Giấy tờ đầy đủ đây các bác này. Đấy, không thiếu bất cứ giấy tờ nào. Nẹp kính trên, nẹp kính dưới được nẹp một cách rất là chắc chắn đúng không ạ? Rồi, nhận lại được gì các bác? Bộ công chữ T cùng bộ máy vách đồng. Sau cái phần thử chuông thì em sẽ tháo bộ máy ra để các bác chiêm ngưỡng nhá. Còn bây giờ xin được mời các bác em nghe qua cái tiếng chuông của một chiếc đồng hồ tầm giá hơn 10 triệu mà các bác nhận lại được. Các bác sẽ nhận lại được tiếng chuông bản quét bên tờ rất là hay đúng các bác. Bên điểm nhạc thì rất là trong vang, bên điểm giờ thì trầm. Với tầm giá hơn 10 triệu thì để mà đòi hỏi hay như thương hiệu Odo thì không có. Với 10 triệu thì hơn 10 triệu thì đây là cái tiếng chuông các bác nhận được. Một tiếng chuông quá tốt rồi các bác ạ. Bây giờ em xin được mời các bác em đi xem qua bộ máy, bộ gông với một chiếc đồng hồ tầm giá hơn 10 triệu các bác nhận lại được như thế nào. Đây là bộ máy các bác ạ. Các bác sẽ nhận được một bộ máy vách đồng vàng cực kỳ đẹp. Logo thương hiệu đầy đủ các bác nha. Chữ V đặc trưng của thương hiệu Verdes. Zin nguyên bản toàn bộ mọi chi tiết các bác nha. Đây các bác nhìn này. Đây sẽ là cơ chế đánh nhạc đây của Nogai này. Chúng ta sẽ sử dụng cả nhíp cả lò xo các bác nha. Đấy, thường thường Verdes lúc nào cũng thế các bác ạ. Đây, những cái phần nồi cót này, trục thép này, nó còn trắng sáng luôn các bác nha. Một cái bộ máy của thương hiệu Verdes em đã xét đây là một chiếc sở hữu cái bộ máy nó còn đẹp trên 94-95% các bác ạ. Bộ máy đã được vang vọng căn chỉnh nâu dầu rồi. Đấy, những cần búa nó còn trắng nguyên một thép đây các bác này. Gần như là chưa xuất hiện sự han gì các bác nha. Trục thép, màu trắng thép, vách đồng vàng, màu vàng ươm. Rất là thích đúng các bác. Còn đây sẽ là cái thiết kế bên trong một chút của bộ máy các bác này. Đây, nhìn trong này. Trục thép, trục nào trục đấy sáng bóng các bác nha. Đây các bác nhìn này, bộ máy vàng ươm luôn. Còn các bác sẽ nhận được gì ạ? Cái đó sẽ là bộ gông chữ T các bác nha. Một cái bộ gông xanh đen từng màu này các bác này. 8 thanh gông thép thẳng hàng nhau các bác ạ, các bác nhìn xem. Mỗi thanh gông sẽ có một cái màu sắc các bác nhìn này. Có nhiều bác bảo đây là bộ gông mới đúng không em? Không phải đâu các bác nha. Đây là bộ gông zin và đi theo đồng hồ các bác ạ. Nó còn trong tình trạng quá xuất sắc luôn. Đấy, đấy là lý do tại sao em luôn khuyên các bác là lựa chọn một chiếc đồng hồ zin nguyên bản với cái chất lượng tốt nhất. Nó sẽ có nhiều tầm giá chục triệu hoặc là trăm triệu em đều có hết, nhưng vấn đề là quan trọng nhất nó phải là zin nguyên bản. Đấy, tại Vang Vọng thì các bác luôn sẽ chọn được những chiếc đồng hồ zin nguyên bản nhá, được bảo hành đầy đủ này, cam kết zin nguyên bản và nối một để một để các bác yên tâm sử dụng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.